ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លារបស់បងរីដែលរស់នៅឯកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនឹងទីក្រុងសែនជូបានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់បងស្រីប្រៀបឥតចំនួន200ដុល្លារឥឡូវនេះពុវត្តបុត្តសម្បត្តិជនបានទិញនៅគ្រឿងបរិភោគឧបភោគជាដើមបានយកទៅជូនគាត់ គឺដូចជាមានអង្គចឹងទៅ50គីឡូហើយនឹងមានត្រីងៀតត្រីឆ្អើរព្រមទាំងសាច់ក្រកទៀតបាទគាត់មានសេចក្តីបេតិកសមម្នាស់រីករាយយ៉ាងរំភើបដោយសារជីវភាពគាត់មានភាពក្រីក្រពេករោគបានតែត្រឹមមួយម៉ឺន200អីជាដើមបាទក្នុងមួយថ្ងៃយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់បងស្រីគឺលំបាកណាស់ដែលរើសអេតចាយមុខរបរនេះក៏មិនរោគបានប្រមាណដែរក្នុងការរស់នៅគឺមានការលំបាកយ៉ាយយ៉ាប់ព្រមទាំងគាត់ជួបផ្ទះគេ ទៀតផងដែរបាទចំនួន30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគឺកំសត់មែនទែននៅក្នុងជីវភាពទាំងអស់នេះបាទហើយចឹងក៏សូមទៅជួបជាមួយនឹងពុទ្ធពុវត្តសម្បត្តិជនហើយនឹងបានទៅទីនោះបានទិញនៅគ្រឿងបរិភោគទាំងឡាយជូនគាត់ហើយគាត់មាននៅការត្រេកអរយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក៏សូមជួបជាមួយអ្នកទាំងបីអ្នកកំពុងតែទៅជួបគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងបាទ Anh ấy bảo tam tam để nhóm lòng mà nhóm lọt vừa ba đấy sao đến từ tìm mũi từ bục mũi xoài ba bục mũi xoài không ba bong bong ắt lọt ắt lọt đằng ra cái chỗ vừa tàn hôn lên còn chôn vậy đi lên tìm mũi nông cha chỉ vừa bong đấy ba phần tiền ôm mấy này sản phẩm hộp bị sai pha quan hộp bị sai ba bị trăng lô sai mạch bọc tà xoài bọc từ kim cái đám các bạn này bong bong lọt đằng ở lấy ta dương vô từ nhom mùi mặt cạn bà nhom mặc cạn rồi còn nhom xoài chay bà à nó cũng thương anh mà khai dương miên chi à chi à chi hai chi ấy chi đường vong bà chi đường vong bà muối này hay muối tiết cứ bẩn lâm la giống như muối bài cỏ từ lúa tập trai bà trai trai tím rồi là tập trai phơi tôm bà tập yêu ban à tập trai phơi tôm dương đặt một cái hờ hờ đấy chiết mong bài cọ mà chân năng đang on không lớn mong ông này bà đang on không bà lấy cái bài cọ chào ông mới tập nào lại kia đây bài cọ mới tập nào mới con nào lấy chúng ta mới mình lấy bài tập nào mình lấy chưa mấy chục thế đây con bà bài mới tập nào mới con nào đặt lại gì tăng từ đào mong miền tăng từ đào mong tập nào bài mới nào chú tập nào bài nào tới số nào chú tập văn can man tới đây bài dưới nó hôm mới tập nào văn đi bà quay sát số mà cao nhưng mà nó được mấy mấy ủa bán bài mùi tật nọt làm bài mùi tật nọt bà đi co chỉ được tin mùi đây là bóng đang mùi tiền đây bà ta tập bọt bị sao bà ba đi chia bọt bị sao bà bọt bị sao ở cái mẹ cái đăng xây xây thì ôn được pi bà chẳng là miên tiết miên tiết bà cái hai ta trai nghiệp chấm rock trai nghiệp chấm rock bà cái đấy bạn là nhóm hai ta trai nghiệp chấm rock bà ôi miên miên thầy tay ba miên thầy pô ba miên thầy chua ba cái đấy hay rồi coi nhá thầy tay ba ông hà thay ông nào hà thay ba tàu quạt ông nó ba chiều tết lồng lăng ông chiều mau được ăn nó ba mỗi bài như cái đại luôn á ba hay miên miên sro sạch rõ mà cả lô tiết mà mình sạch rõ mà cả lô tiết không lấy và hay sạch rõ đi và ta ăn cái buôn ở đây nhưng trong chú ôn được khi em tích tiết ở đây chiên sạch rõ được ăn sạch rõ từ bốn cái thơ mà sạch rõ dân trong và dân trong chiên tầm mua và bán dân trong và lại chiếc phi chiên việc chiếc phi hay do à bỏ về tránh và bán thêm tập mình thích hay là bỏ sổ mì chanh và bán rồi có dương trong lưới một con như ơi dương tôi chất chân đất rõ và hai dương thì có ba này tay bọn nhạc kia tôi chất khoái nhé thì ai đặt tập mình tí hay ngoài kia mạch đặt khoái đặt bình cha cả ba này tam chùm nổi chất bọn mình được ăn thì gọt ngao rồi
ăn cái đại lên chỉ khen đặt lên anh ấy nhầm trong vậy đặt tia vào từ họ bây giờ cam chấm nồi chất bờ ta lấy gì đó mà một món chiên được ăn nhầm cái chiên chiên này bà tại ra thì ông chiến á ông mày mày có thằng anh gì ông mày đặt tật máu rồi cung quá cung máu ông đã phải trò ông trâu tới vừa cũng bằng người đi như tắt rồi thì muốn thì em phải trò thì tí vừa thọ lại thọ để lại ngấp thì anh làm đó mạch vỡ lại nhau mạch vỡ lại nhau và thì nó là chết lạnh và một chân là thử thử môi muốn tới là muốn là tới thế sao ta ta nhầm màn hôn rồi muốn là tới thế lo mà ai đã tăng hôn lo đây tam nhầm non nhầm nói cho đây bong lo cái đó rồi lo anh đang kia xa thằng mang đi hai tha chụp nón cho nó chất bọc cục cô là một đúng bọc cục cô một đúng một đúng ở đây buôn cái cưng chân tổ lọ cái đặc vào lại cục mục màu mà chàng hay cái thèm tăng hôn hay cái hàn cắt cầm trái với đặc mà cái trời anh máu rồi cái hiệp trong hộp á cái đặc bằng hôn lúc mà buôn máu cái đúng máu cái hộp bánh hộp bài tề cái hộp tổ lọ miên tổ lại miên ấy máu chăng anh máu hay miên là thấy cháu thấy bọc tích tích chắc bà chẳng lý kia chúng ta đang bôi và chỉ bọt bình sau thì liên bôi bọc ôn của bạc chân lo và hát đặt tàng hôn ông của mình và thấy ai nhớ được xa mà ta lấy ta là một ngôi chú bây giờ thì đi về bà chăm về hôn chăm bằng bà về hôn bằng lâu hay nâng viên bằng con nè mình có phí bê đi mà là hai cái lâu ra hay ông có bài chết đó không bài đang ôn ôn chụp bài gì con hôn con con tin lâu vẹn ta lâu bà ខ្ញុំទៅបងប្អូនអាចារ្យជាបងប្អូនបានសំណាក់លោកអើខ្ញុំសង្វត់សង្វាទៀតបងប្អូនបានបងប្អូនទាំងអស់កាផ្ទះក្នុងប្រទេសដល់អាចារ្យខ្ញុំចំណងរត់ចេះបានសុខសប្បាយបងប្អូនអើយខ្ញុំជាអ្នកជាថាកាបងអមរីណាអូនណាអមរីស្ញាតាមបងមិនចូលហើយថាបងមកសំអល់ណាអមឥឡូវនឹងមុននឹងបកគោជូនអមខ្ញុំចង់សួរពីជីវប្រវត្តិអមបន្តិចបានទៅតាមដល់បាទគាត់អត់ទៅគាត់ទៅយកទៅមកដល់មកជួបប្រហែលប្រហែលតែតាំងអមឲ្យមកបានឆ្នាំខ្ញុំចាំឲ្យមកខែបីថ្ងៃអូតាំងពីគាត់កើតមកខែហើយតាំងមកគ្រួបស្រីផងតែម្ដងហើយមកគាត់ដូចគ្នាទេអូ បាទ ខ្ញុំអត់ទេណាអត់ទៅឲ្យអូនអញនិយាយថាយ៉ាងណាបាទលោកហើយទៀតអត់ទៀតអត់ប្រោះមកទៀតអូនអូនយើងឃើញពុនខ្ញុំមកអីថា
បាទបន្ទាប់ពីយើងមើលនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយឃើញថាគាត់មានការរំភើបក្រៃលែងព្រមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងដែរបាទព្រោះអីពុំមាននៅឱកាសនេះនរណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទេបាទព្រោះអីគាត់ត្រឹមជាអ្នកប្រកបមុខរបរជាអ្នករើសអេតចាយមានការលំបាកខ្វះមកខ្វះក្រៃបាទព្រមទាំងមានជំងឺជាប់ខ្លួនទៀតផងដែរបាទឃើញថាបរិស្ថានដែលគាត់រស់នៅមានការលំបាកយ៉ាងច្រើននឹងត្រូវការអ្នកជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ជួយ អាណិតអាសូរទៅដល់គាត់ក្នុងជីវភាពរស់នៅនេះបាទថាគឺលំបាកមែនទែនយើងមើលទៅឃើញថាមានការមិនសូវជាសុខកាយសប្បាយចិត្តអីទេបាទគ្រាន់តែក្នុងការរស់រស់ប៉ុណ្ណោះពុំមានសេចក្តីសុខឯណាមួយដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខព្រោះអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបគាត់ឃើញនៅពុតៈពុវត្តសម្បត្តិជនដែលនាំថាវិការរបស់បងរីដែលរស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសែនជូទៅជូនទៅដល់គាត់ដល់តាពី200ដុល្លារហើយនឹងព្រមទាំង គ្រឿងបរិភោគដែលគាត់មិនធ្លាប់បានទទួលទានពីមុនមកនោះគាត់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបងរីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទបងឃើញហើយក៏សូមត្រេកអរនៅអ្វីដែលបងបាទបរិច្ចាគពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងបាទ បាទបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាក្មួយៗទាំងអស់ចង់ជួយឧបត្ថម្ភបាទក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទ Shakley Michael Mock គឺ Facebook របស់ខ្ញុំគឺលេខ telephone 9806637734 ឬមួយក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពុវត្តពុតៈសម្បត្តិជនព្រមទាំងជាងហុកផងដែរបាទ ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសង្ខេបបែបយ៉ាងខ្លីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទរាល់កំហុសឆ្គងដោយកាយវិការណាមួយឬដោយអចេតនាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់សំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាក្មួយៗទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខកាយសប្បាយចិត្តកំណត់ឆ្លៀសវ័យរកស៊ីមានបានជួបតែកល្យាណមិត្តព្រមទាំងមានអាយុយឺនយូរបាទជួប
ពុទ្ធសម្បត្តិជូនព្រមទាំងជាងហុកបាទកំពុងតែធ្វើនៅសប្បុរសធម៌សកម្មភាពថ្មីៗនៅឯមាតុប្រទេសបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ